Audio Jungle. Xin chào quý vị và các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Thử Giữ Trỗi Dậy, chào mừng đến với thành phố Raccoon. Nhiều năm trước tại thành phố Raccoon, hai anh em Trees và Lara không may mồ côi cha mẹ trong một vụ tai nạn. Họ được nhận nuôi bởi trại trẻ của thành phố, thuộc quản lý của tập đoàn Umzela, cụ thể là bác sĩ Birkin. Trong đêm có một bàn tay kỳ dị chạm vào mặt Claire, cô bé hết hồn con chồn nhìn thấy ai đó ngồi ở góc phòng, cứ luôn quan sát mình đã nhiều ngày. Claire nói với anh trai, nhưng Tris không tin và cố trấn an em gái rằng những điều đó là không có thật. Nhưng rồi không ngăn được tò mò, giữa đêm Claire đã một mình đi tìm người bí ẩn đó. Cô bé xuyên qua hành lang đến phòng vui chơi, nhìn thấy đứa trẻ kia ngồi trong chiếc lều vải, Claire đến gần và làm quen. Nó đưa bảng tên của mình cho Claire xem, cô bé này tên là Lisa, với bộ quần áo bẩn tưởi và gương mặt chắp và đáng sợ. Nhưng thay vì chạy bỏ mẹ, Claire đã kết bạn với Lisa, còn tâm sự loài chim biển với cô bé, thậm chí bạo gan chui vào trong lều. Nhưng rồi Lisa bỗng dưng biến mất. Lúc này chân cô đột nhiên bị kéo một phát, Claire hoảng sợ hét lên, người đó chính là bác sĩ Birkin. Ông ta trưng ra bộ mặt đáng sợ, cha hỏi cô bé đến đây làm gì, Claire sợ hãi không biết nói gì. Ngay lúc này Tris xuất hiện và bảo em gái mình mắc chứng mộng du, nên cả hai được ông ta thả về phòng. Hàng đêm Birkin bước vào phòng và hài lòng nhìn những con chuột bạch của mình đang say giấc. Đợi ông ta đi khỏi, Claire mở mắt ra, cô trông thấy con búp bê và Lisa đang ngồi bên giường mình. Hiện tại đã là 18 năm sau, cô đang đi nhờ xe của một người đàn ông để trở về quê nhà Raccoon của mình. Gã là một tên lắm chuyện và tuổi dê, trong lúc tán tỉnh cô đã tông phải một người phụ nữ. Claire đề nghị nên mang cái xác đến cho anh mình, vì Tris là cảnh sát sẽ có thể giúp họ. Nhưng gã lại lo sợ phải gỡ lịch nên hoảng loạn, Claire cố trấn tĩnh gã, cả hai không để ý đến chú chó đang sủa loạn trong xe. Lát sau nạn nhân bật thách, đứng dậy và rời đi. Chú chó cưng như bị trúng mùa, từ trên xe phóng xuống liếm sạch vũng máu của bà ta. Khi hai người Claire quay lại thấy nạn nhân đã mất tiêu, mà cô cảm nhận được dường như trong rừng có ánh mắt dõi theo họ. Đến thời điểm này Raccoon đã là một thành phố ma, bởi sự rời đi của công ty dược phẩm lớn nhất thế giới Umzela. Nơi đây chỉ còn lại một ít nhân viên và dân cư nghèo sinh sống. Cậu chàng đẹp trai lãng tử này tên là Leon, vừa thức dậy và quyết định sẽ ngủ tiếp ở chỗ làm. Vì thế mới có cảnh anh trai này đặt chai tương lên đầu cậu. Sau đó cược 10 đô với cô nàng xinh đẹp bên cạnh, rằng cô sẽ không bắn trúng. Cô gái tên Valentin này lập tức móc súng thật ra làm bạn bè hết hồn. Quetker vội đưa súng nhựa cho cô ấy, Valentin tinh nghịch bắn nó vào trán anh, sau đó trực tiếp ném súng làm cho Leon tỉnh lại. Cái chai rớt xuống, thế là cô nàng thắng cược. Lát sau có hai viên cảnh sát nữa bước vào, họ đang có nhiệm vụ đến dinh thự Fencer để điều tra về cái xác tả tơi tìm được gần đó. Nhân chi sơ tính cà khịa, hai người luôn miệng trêu chọc Leon vì cậu là lính mới có ô dù, chuyển đến đây do trong lúc luyện tập đã bắn trúng đồng đội. Leon rời đi chẳng được mà ở lại thì ưa gan, may Valentin tử tế hơn nên đã an ủi Leon. Khi mọi người rời đi hết, cậu chợt nhìn thấy máu chảy ra từ mắt chị chủ quán. Bà ta nói mình đã bị thế cả tuần nay rồi. Sau đó một chú chim tông vào cửa sổ dãy đành đạch trên đất, thân thể bong chóc trông vô cùng đau đớn. Đồng thời bên này Claire cũng đã về đến nhà, cô gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Nhà hàng xóm lại xuất hiện một cậu bé vẫy tay với cô. Claire chào lại nhưng có vẻ mẹ bé không thân thiện lắm, đã ra đóng màn lại. Claire thấy có điểm nên không đợi được nữa, lấy dao gấp ra phá khóa vào nhà. Bên trong cô nhìn thấy hình chụp thân thiết của anh trai và bác sĩ Birkin, cùng một số đồ dùng lúc nhỏ của hai anh em. Lúc này Tris cũng đi xuống, ngạc nhiên khi thấy cô em gái mất tích đã lâu trở về. Claire vào vấn đề chính, bảo anh trai hãy nhanh chóng rời khỏi đây, vì nơi này đang có loại virus bệnh lạ. Bằng chứng là bọn cô vừa tông chết một người phụ nữ, nhưng bà ta bỗng dưng sống lại. Tris cho rằng em mình chơi đồ tốt rồi bị hoang tưởng. Nhưng cô lại cho Tris xem một đoạn băng từ một người bạn cô quen trên mạng. Trong đó Ben nói thành phố Raccoon đang bị Umzela đầu độc bởi một loại virus T hay gì gì đó. Anh ta còn tìm hiểu được họ đang dùng người dân nơi đây làm thí nghiệm. Và sau ngày hôm đó, Claire đã mất liên lạc với Ben. Cô nghĩ anh ấy đã gặp chuyện. Dĩ nhiên là Tris không tin, vì với anh Birkin chính là gia đình của mình, còn Claire mới là người đã bỏ đi không nói tiếng nào. Lúc này tại nhà của bác sĩ Birkin, con gái ông ta mơ thấy ác mộng nên đã thức giấc. Hai vợ chồng liền đến an ủi cô bé. Bất chợt có một cuộc gọi đến. Birkin nghe xong bảo vợ con mình lập tức chuẩn bị đồ để rời đi ngay. Thành phố Raccoon bỗng mất điện một lượt, mưa đổ xuống. Sau đó vang lên thông báo, bảo người dân ở yên trong nhà đợi chỉ dẫn.
Claire vào trong thắc mắc vì sao anh trai mình không bị nhiễm bệnh. Khi cô đến bếp bỗng dưng nhìn thấy người phụ nữ hàng xóm, bà ta xanh xao, đầu rụng hết tóc, mắt chảy ra máu và viết một dòng chữ máu lên mặt kính. Nhà trước lại có tiếng động nên Claire trở ra xem, phát hiện con trai bà ta đang trốn dưới gầm bàn. Cô hỏi nó có cần giúp gì không, nó lại bảo chị mới cần ấy. Bởi vì mẹ nó đã tông vỡ cửa kính xông vào nhà. Bà ta lập tức tấn công muốn cắn cổ Claire, cô dùng hết sức bình sinh đẩy ngã bà ta rồi chạy ra ngoài, lấy luôn chiếc xe cưng của anh trai chạy vội. Tại sở cảnh sát lúc này xếp tập trung mọi người lại, thông báo đội gia vô đã mất tích khi đi điều tra tại dinh thự Fencer. Lúc này thì Leon đáng thương của chúng ta cũng vào nghe, nhưng bị lão xếp sạc cho một trận nên thân đuổi ra ngoài. Wesker chợt nhận được một tin nhắn, lão xếp lại quay sang nạt nộ anh vì làm việc riêng. Kết quả cả đội Alpha được cử đến dinh thự để tìm kiếm đội gia vô. Trước khi đi, Wesker xem tủ đồ và nhận được một máy nhắn tin, trong đó nói thành phố sẽ bị hủy vào lúc 6 giờ sáng ngày mai. Bên ngoài, Clara đang đi tìm anh trai thì trông thấy Birkin, cô lái xe chặn đầu ông ta. Lão đang mang vợ con chạy như điên, suýt thì tông vào cô. Nhìn bản mặt Birkin, Clara lại nhớ đến năm đó. Vào nửa đêm lão đến mang cô ra ngoài, nói rằng có người đến nhận nuôi, nhưng thật chất lại mang Clara đến phòng thí nghiệm. May mà cô may mắn trốn thoát. Đồng thời con chó ban nãy đã phát bệnh, chảy nước dãi lênh láng và đôi mắt trắng dã. Nó cắn vào tay gã tài xế khiến ông ta cũng bị nhiễm bệnh, không điều khiển được xe tải nữa. Húc văng hàng xe bên vệ đường rồi lật tung trước sở cảnh sát. Leon bên trong còn đang mải nghe nhạc, ngủ chảy nước dãi chẳng hay biết gì. Chiếc xe nổ mạnh và gã tài xế bốc cháy đi vào sở cảnh sát. Ngay khi sắp nhai cái đầu ngốc nghếch kia, thì cảnh sát trưởng đã nã một phát súng giết chết gã ta. Ion quát bảo cậu đóng cửa lại. Leon dùng bình cứu hỏa dập lửa trên người ông ta, đóng tất cả cửa lại. Sau đó lên tìm sếp, thấy Ion đang gấp rút dọn đồ bỏ trốn. Cậu hỏi có chuyện gì nhưng lão không nói. Leon thử dùng điện thoại nhưng đường dây cũng đã bị cắt. Cậu đuổi theo lão xuống dưới nhưng vẫn bị bỏ lại một mình. Bên này đội Alpha đã đến dinh thự Fencer, nhìn thấy chiếc xe của Gia Vô bị lật tung bên bìa rừng. Họ đáp xuống nhưng không nhìn thấy ai trong xe cả. Wesker phát hiện lũ chim chóc bỗng bị ghẻ lở, đôi mắt trở nên trắng hếu, không nói nhiều Valentine đã bắn nát đầu nó. Sau đó cả đội lần theo dấu vết đến dinh thự Fencer. Vào trong, Wesker chia ra thành hai người một đội để đi tìm. Valentine nhìn thấy gã ta dùng máy dò tìm, hỏi nhưng Wesker không nói. Còn Tris và Zichat sau khi đi sâu vào trong, nhìn thấy một bác sĩ ngồi xổm trên đất. Khi hắn ta quay qua thì u là trời, đó là một gương mặt trắng bệch xương sẩu, với cái mồm nhét đầy xi rô râu. Hắn đứng lên tiến về phía hai người, Tris bắn vài phát nhưng không ăn thua gì, phải đến khi bắn vào đầu mới giết được thây ma. Anh vội chạy đến sơ cứu cho đồng đội Gia Vô, nhưng anh ấy đã không qua khỏi. Zichat một mình lên lầu tiếp tục tìm kiếm, chợt nhìn thấy khẩu súng của Roley trên đất, nên đã ngồi xuống xem. Trong một phút sơ hở, đã bị hai tên thây ma bao vây. Tris nghe tiếng la muốn đến giúp, nhưng ngay cả anh cũng bị thây ma tấn công. Trên lầu Zichat xả đạn vào bọn chúng, nhưng số lượng quá đông khiến anh trở tay không kịp, nên đã bị xé xác. Bên dưới Tris chật vật tránh trái né phải, không để bị cắn trúng. Một gã lao vào tấn công bị Tris đẩy ra, anh chụp được súng và thoát khỏi hiểm cảnh. Đồng thời bên này Umzela đã phong tỏa cả thành phố, khiến nội bất xuất ngoại bất nhập, Ion cũng không ngoại lệ, lão định rời đi. Nhưng những người phía sau không chịu được sự vô lý này, đã đi đến cãi tay đôi với nhân viên và bị bọn chúng bắn giết không thương tiếc. Ion sợ hãi hứng đạn mồ côi, nhanh chóng quay xe về đồn. Tại bãi đổ xe lão thấy một bóng người thấp thoáng, nhưng lát sau lại bất chợt biến mất. Ion như biết trước chuyện này vội lấy súng ra, nhưng đạn lại bị kẹt, thình lình con chó thây ma xông vào từ phía đối diện, lão hoảng hồn bắn tứ tung cho đỡ sợ. Nghe tiếng động bên cạnh, Ion ngồi xuống tìm con chó, ai có mà dè nó lại xuất hiện từ phía sau lưng. Mà súng lúc này cũng hết đạn, lão lê lết trên đất la hét, ngay lúc nó nhào lên thì Claire đến, cô dùng bình cứu hỏa cho nó thành cầy bảy món. Leon lúc này mới đuổi tới, Claire bảo mọi người mau vào trong. Bên ngoài cổng lúc này, người dân nhiễm bệnh ngày càng đông, đường phố như cái lễ hội Halloween, họ liên tục đập cổng vào xin kẹo. Claire được biết anh trai đã cùng đội Alpha đi đến dinh thự. Trong khi cô cùng Leon xuống kho súng để trang bị vũ khí, Ion quyết định tìm cách liên lạc với đội Alpha để có trực thăng rời khỏi đây, nhưng chẳng có ai bắt máy. Bởi vì bên này dinh thự, trong trực thăng Victor mải mê chơi rắn ăn mồi, không phát hiện bên ngoài cửa sổ có một bàn tay máu. Ngay sau đó, thây ma đã xông vào và cắn anh ta. Hai người Valentine đi vào một căn phòng, Wesker bấm các phím đàn theo mật khẩu trên tin nhắn, thành công mở ra một mật thất. Nhưng Valentine kịp thời phát hiện trực thăng đang lao đến đây, cô nhanh tay kéo Wesker bỏ chạy. Hai người may mắn sống sót sau vụ nổ trực thăng, nhưng Victor đã chết. Valentine muốn đi tìm và báo cho nhóm Tris,
Nhưng Quaker lại không đồng ý. Hóa ra gã đã nhận tiền từ một tổ chức với nhiệm vụ đánh cắp ghi rút di của Birkin, sau đó sẽ được đưa ra khỏi đây. Valentine vô cùng tức giận và đau buồn vì bị phản bội, không hay biết phía sau Victor đã hóa thây ma. May mà Quaker đẩy cô sang bên và bắn chết hắn, coi như trả hết nợ ân tình, sau đó đã một mình đi vào đường hầm. Bên ngoài phố, người dân đồng loạt phát bệnh lang thang khắp nơi, số lượng quá đông nên cổng cũng không giữ nổi họ. Ezon nói mình biết một lối tắt đến dinh thự, dẫn hai người Leon chạy trốn. Clarity sau cùng vừa chạy vừa bắn hạ các thây ma, một con thình lình xông ra, may mà cô phản xạ nhanh, số ngã hắn và tiêu diệt, họ chạy ra ngoài và nhốt bọn chúng bên trong. Ezon dẫn cả hai đến cô nhi viện bỏ hoang, nơi chứa ký ức kinh hoàng của Claire năm xưa. Cả ba vào trong, Claire thắc mắc vì sao Ezon biết rõ nơi này như thế, và nhanh chóng nhận ra lão ta đã bị mua chuộc để che giấu những tội ác của Umzella trong suốt những năm qua. Trong khi hai người tranh cãi, thì Leon phát hiện một người trùm bao quanh đầu. Bộ dáng kỳ dị đáng sợ khiến trái tim mong manh của cậu muốn rớt ra ngoài, nhưng cô ta ra hiệu bảo Leon im lặng để trốn thứ gì đó. Cậu sợ vãi nồi vội gọi Claire đến cứu, nhưng khi cô đến lại chẳng thấy người đâu nữa. Mà từ sau lưng một cái lưỡi thật dài thè xuống, kéo cảnh sát trưởng lên trần nhà. Khi họ đi đến thì ông ta bị thả xuống, và chỉ còn là cái xác khô. Ngay lập tức một con quái vật não lộ thiên, đưa tứ chi phóng xuống dưới, cả hai bẻ giò lái chạy thục mạng, nhưng Leon lại bị nó kéo chân. Thấy nó sắp tấn công cậu, Claire quay lại xả súng vào nó nhưng chẳng hề hấn gì. Nó há hàm răng nhọn hoắc của mình chuẩn bị ăn tối, thì người kỳ lạ ban nãy xuất hiện, cô ta siết cổ con quái vật kéo nó lại, nó cũng vùng vẫy đánh trả cô ấy. Cố đập cô vào trong tường, nhưng cô cũng không vừa, đặt còng tay vào miệng nó rồi đạp mạnh một cái, thế là làm quái vật rớt hàm và hết làm mình làm mẩy. Claire lập tức nhận ra đây chính là Lisa, bèn nhờ cô ấy dẫn mình đến dinh thự Spencer. Lisa đến gần nhìn thấy đây là người bạn duy nhất của mình, nên đã đồng ý dẫn họ vào phòng đồ chơi. Tại đây Lisa trao cho Claire chùm chìa khóa, bảo cô cắm vào ổ khóa được giấu trong bức tranh. Khi Claire làm theo, một cánh cửa đã mở ra, bên trong là một thang máy nối đến dinh thự. Claire nói lời cảm ơn Lisa, rồi rời đi trong sự tiếc nuối của cô ấy. Tại dinh thự, Therese lại bắn nát đầu một thây ma. Anh đi sâu vào trong và bị một con tấn công từ phía sau. Therese hạ được nó nhưng lúc này lại mất đèn, vì thế anh chỉ còn cách bắn loạn xạ xung quanh. Số lượng quá đông nên súng cũng hết đạn, cuối cùng anh chỉ đành bật hộp quẹt để soi sáng. Ngay khi nhìn thấy một thây ma thì bật lửa lại tắt ngúm. Anh bật được lửa thì nó đã biến đâu mất tiêu. Thình lình thây ma xuất hiện sau lưng, cùng với một con khác tấn công Therese. May có Valentine kịp thời ứng cứu, cô tiêu diệt hết bọn chúng, hai người vừa mừng vừa lo ôm lấy nhau. Sau đó Valentine kể hết mọi chuyện cho Therese và đề nghị nên đi tìm Quaker để có thể biết được lối thoát khỏi nơi này. Hai người Claire đi thang máy một lúc thì đến một căn phòng cũ, nơi có chứa một chiếc máy chiếu. Claire bật nó lên. Bên trong đó có hai anh em tóc trắng, chính là đối tượng thí nghiệm thuốc của Birkin. Họ dường như rất độc ác, xé hết cánh chuồn chuồn rồi mang nó cho kiến ăn. Bên cạnh là hàng đống tài liệu về những đứa trẻ mồ côi, bị hắn nuôi như chuột bạch trong những năm qua. Claire nhớ lại quá khứ đau thương và nổi điên và đập phá mọi thứ. Leon cố an ủi cô ấy rằng mọi chuyện đã ổn rồi. Đồng thời lúc này trong một căn phòng, tên bác sĩ điên đang tiến hành mổ sống một thây ma trước mặt vợ con mình, để lấy các mẫu virus, công trình nghiên cứu cả đời của lão trước khi tẩu thoát. Chẳng mấy chốc Quaker cũng tìm đến, bảo hắn giao lại mẫu virus cho mình, dĩ nhiên Birkin không đồng ý. Gã dùng súng uy hiếp ông ta, Birkin chỉ còn cách vừa chấp nhận, nhưng lại chụp súng và bắn vào người Quaker. Gã bất ngờ không tránh được, nhưng cũng kịp thời bắn trả nhiều phát vào bụng lão. Birkin thoi thóp trên sàn, bảo vợ mang thuốc đến cho mình. Quaker trần trừ không muốn giết phụ nữ, nhưng bà ấy lại muốn bắn gã, vì thế Quaker đã nổ súng giết chết bà ta. Nhìn cảnh tượng máu me, Sergi sợ hãi chạy trốn vào một góc. Quaker tức giận hỏi tội Birkin và kết liễu ông ta. Khi gã định rời đi, Sergi đã chĩa súng vào người gã. Không đợi Quaker kịp sát hại đứa bé, Valentine đã bắn hắn ta. Quaker ngã xuống, với vết thương trước đó gã biết mình không qua khỏi, nên đã xin lỗi hai người Therese, đồng thời tiết lộ bên dưới có một đường tàu dẫn đến bên kia núi. Họ cần rời đi ngay vì nơi này sắp bị phá hủy. Hai người Therese vội mang Sergi chạy xuống hầm, cánh cửa bị kẹt và anh quá lớn để đi qua. Vì thế Therese vội giao Sergi lại cho Valentine bảo vệ, còn mình thì nấp vào căn phòng cạnh đó. Sau khi Birkin tiêm virus di vào người, hắn đã dần biến đổi thành thây ma. Trên vai lão mọc sừng, vác khối thịt dư khổng lồ đi quanh quẩn bên ngoài tìm kiếm Therese. Lão cũng vạch trần tất cả tình cảm trước đây với Therese là giả, chỉ xem anh là đồ ngu mà thôi. Hắn bám vào lưới sắt nhìn vào trong tìm kiếm nhưng không thấy gì, bèn bỏ đi, nhưng ngay sau đó đã dùng một tay phá nát cánh cửa, túm cổ Therese ném ra ngoài,
Lão nói lẽ ra nên lôi cả hai anh em Tris đi thí nghiệm, rồi muốn ăn sống anh. Bất ngờ Claire đã xông đến xả đạn liên tục vào người lão, Birkin ngã xuống dãy đành đạch trên sàn. Tris ngăn em gái lại, muốn tự tay mình kết liễu tên khốn lừa gạt đó. Cuối cùng hai anh em giải quyết được hiểu lầm, và ôm lấy nhau. Sau đó cả nhóm chạy vội đến chỗ tàu hỏa. Valentin và Leon tìm cách khởi động tàu, thành công đưa mọi người rời đi. Trên tàu Tris xin lỗi vì không tin lời em gái. Nhưng còn chưa đi được bao lâu, đất đá ở Jakun đã rung chuyển dữ dội. Dinh thự Penser chẳng mấy chốc đã rơi vào hư vô, đường hầm cũng bị sập khiến tàu không thể chạy được. Tris nghe tiếng động trên nóc tàu, sau đó một bàn tay to lớn xé sắt như xé giấy. Birkin chưa chết mà biến thành thứ gì đó gớm ghiếc hơn. Nó đưa cái mặt xấu đau đớn vào trong và bắt được Claire. Tris lo lắng cho em gái, liên tục bắn loạn xạ nhưng không ảnh hưởng gì đến nó. Quái vật Birkin há cái mồm thối chuẩn bị nuốt trọn Claire. Nhưng cô nhanh trí lấy dao đâm vào con mắt còn lại của lão, khiến Birkin thét lên đau đớn buông cô xuống. Từ xa, Tris cũng nhắm bắn vào các con mắt trên người nó, nhưng xui xẻo là súng lại hết đạn. Lúc này Leon đã xuất hiện như một vị thần, cậu dùng súng phóng lựu nhặt được trong tàu, tiễn nó về địa ngục, hoàn thành xuất sắc công cuộc giải cứu mọi người. Valentin cũng vừa chạy đến. Bên trên cả thành phố đồng loạt bay màu, tất cả mọi thứ chìm trong khói bụi đất đá, bên dưới hầm cũng không khá hơn. Ở một cảnh hậu phim, Quecker tỉnh lại trong túi đựng xác với đôi mắt vô cùng đau nhức, anh ngã xuống đất và quằn quại bò dậy. Lúc này một người phụ nữ xuất hiện, nói họ đã hồi sinh anh ta cùng một số người khác, đau đớn chỉ là tác dụng phụ. Sau đó cô ta trao cho anh một chiếc kính râm và giới thiệu mình tên là Ada. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Quỷ dữ trỗi dậy là phim dựa theo một tựa game cùng tên, chắc hẳn mọi người đã biết. Điều đáng khen ở phần phim mới này bám rất sát nguyên tắc game, dù vậy thì diễn biến phim hơi nhanh và các quái vật quá dễ ngỏ. Nhưng xem để giải trí cuối tuần thì cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.